hello tất cả các bạn, mình là Quốc Thành Nam ca đây. Rồi hôm nay thì chúng ta sẽ cùng bàn về một vấn đề các bạn, đó là chúng ta có nên xâm Nara hay không. Có một số bạn, có thể các bạn chơi game mà các bạn không xem YouTube cũng như không vào một một vài cái group trên cộng đồng. Thì uh, sau khi mà đi ma hóa bên cái con ạt newbie các bạn, mình thấy có một số bạn cho vào đây một con Nara để đi ma hóa thì mình biết là các bạn đã on in vào cái bên này up xâm cái con Nara ha và sau khi lấy Nara về thì hiện tại con tướng này được sử dụng như thế nào và newbie đặc biệt là free to play thì có nên lấy Nara không các bạn. Thì đầu video thì mình khẳng định thẳng với các bạn luôn Nara không phải là con tướng dành cho mọi nhà. Đây là con tướng dành cho một số ít thôi các bạn sử dụng trong cái team công đấu trường là chính chứ còn Nara không phải là con tướng dành cho mọi nhà. Đây là mình các bạn lỗi nha. Mình khẳng định cho các bạn luôn Nara của chúng ta không phải là con tướng dành cho mọi nhà. Do đó free to play đặc biệt là các bạn newbie đừng xâm bên ở Nara các bạn mà các bạn hãy xâm vào bên thường để chúng ta lấy về những con tướng cần thiết để chúng ta leo stay FK trong giai đoạn đầu cũng như là tham gia gần như đầy đủ tất cả các chế độ. Về cái uh, danh sách mong muốn xâm tướng mới nhất thì các bạn có thể search trên YouTube tìm trên kênh Quốc Thành ak là có các bạn. Rồi, và như vậy thì nếu cái con Nara không phải là tướng dành cho mọi nhà, vậy Nara của chúng ta nó là tướng như thế nào và dành cho chế độ chơi như thế nào các bạn? Ok, trong video ngày hôm nay mình sẽ thử công một bạn, bạn đang dùng cái phong tướng như như thế kia Và mình sẽ sử dụng cái con Nara là công cụ của bạn để mình kéo đối phương về Và mình sẽ sử dụng con Nara của chúng ta là công cụ để kéo một cái con tướng đối phương về và chúng ta công nha Ở đây sau khi xếp cái con Nara thì các bạn có thể thấy là mình có thể kéo à, một cái con tướng của đối phương về Ở đây là cái con Lily May Thì mình sẽ để cái con Nara vị trí này và nó sẽ kéo cái con Lily May về tim mình nha mình sẽ sử dụng một cái tim xung quanh cái con thoran để chúng ta công cái con Lily May. Tim đối phương thì con tướng mạnh nhất của đối phương là con Lily May, con tướng mạnh nhì của đối phương các bạn là cái con Scalita. Sau cái thời gian mà nó bay trên không trung thì xuống nó thành con tướng mạnh nhất chứ. Rồi bây giờ thì mình sẽ xử thử xếp một tim mà chúng ta công tim này các bạn. mình sẽ thử xếp một tim mà chúng ta sẽ công tim này nha mình sẽ cho vào đây một con uh, ta phong tướng mình sẽ sử dụng thử một con ta và công full một hai ba con tướng thần ma bên kia cộng với đam và lily may mình cho thêm vào đây một con lulovic nữa các bạn trong video này thì mình sử dụng tướng hơi mạnh đây là cái dàn tướng mà dàn tướng phải nói là cái dàn tướng uh, đây là dàn tướng mạnh thì chúng ta không có 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 đây là dàn tướng nó mạnh rồi các bạn Bạn xếp tim hay khó chịu ha Cho vào đây con đam nhìn thì nó lại hưởng lợi Đến từ con Thoran Đến từ con Phượng Mà đúng là con Phượng nó nên cho con Thoran hưởng lợi này Mà bỏ vào đây thì bị đổi vị trí với lại con Lily May Để xem các bạn nha Rồi để xem thử nó diễn ra như thế nào Ở đây thì mình sẽ sử dụng cái bút của chúng ta là cái Thử sử dụng cái bút này đi các bạn Rồi mình công ở đây thì mình đang cho các bạn xem cái vị thế của con Nara thôi nó là cái con tướng được sử dụng nhiều trong BBB chứ ở đây chúng ta đang không có tính theo dàn ạc nha dàn ạc ở đây là dàn ạc server test thì nó sẽ rất là mạnh hầu hết tất cả mọi người đều không có rồi cho vào phôm tướng như thế này thì Nara của chúng ta đã thua các bạn cho chung mà phôm tướng phượng công bên kia thì con Lily May bên kia nó lướt một xíu là con con Nara của mình bị bị gãy các bạn không đủ điều kiện và cơ sở để kéo đối phương về cũng như gây đam một tiêm thủ đấu trường khá là khó chịu đấy chứ Rồi các bạn có thể thấy Nara của chúng ta là cái con tướng được sử dụng trong tình huống công BBB. Nhưng mà nó cũng không phải là con tướng dạng quá tồn diện và công siêu mạnh đâu các bạn. Nên một lần nữa mình nhắc lại các bạn free to play và các bạn newbie Các bạn cân nhắc khi mà các bạn quyết định lên cái con tướng này nha. Free to play và các bạn newbie là các bạn cân nhắc khi mà các bạn quyết định lên con tướng này. Thì nó không mạnh như chúng ta nghĩ các bạn. Vấn đề chính là nó không mạnh như chúng ta nghĩ nha. Ở đây thì mình sẽ thử sử dụng một team khác và vẫn sử dụng con Nara để làm con tướng câu kéo đối phương về. Nếu đối phương thích chơi thần ma thì mình sẽ chơi thần ma với đối phương các bạn. Đội chỗ với lại Lily May. Tuy nhiên mình cho vào đây thêm một con Dulin và không dùng cái con Rene kết hợp vào đó là mình sẽ sử dụng một con Nara xem sao nha. Thử sử dụng một con Nara các bạn. Thử sử dụng một con Nara để kéo đối phương về và team của mình hiện tại đang thiếu một con support. Mình có thể cho vào đây một con Damien hoặc cho vào một con Rowan. Để không quá khác biệt với đối phương thì mình sẽ cho vào đây một con Damien nha. Rồi và con resto của mình sẽ được nổ ha Cho cái bóng nổ đi các bạn Ở đây mình điều chỉnh cái này Để khó đối phương lại Y chang Và chúng ta sẽ công thử các bạn Nara sẽ kéo đối phương về Kéo được không các bạn Không kéo đối phương về được rồi Ở đầu trận các bạn có thấy này Nó không kéo đối phương về được Và nó phải chạy bộ lên Không kéo được và phải chạy bộ lên các bạn Đứng đạp đạp Mà con Nara mà nó đứng đứng lên trên chiến tiến đó, Nơi tập trung rất là nhiều quân địch với lại quân ta các bạn Thì nó sẽ rất là dễ hẹo các bạn đây là con tướng cần phải đứng hàng sâu, kéo đối phương về nó là con tướng cần phải đứng hàng sâu các bạn kéo đối phương về và móc lốp cái địch thì nó phát huy được hiệu quả của con tướng này ha chứ còn con nara mà nó là cái con tướng mà lao lên công như thế này thì thật sự rất là, là... nguy cơ bị hẹo rất là sớm trong video này các bạn thì các bạn cũng thấy luôn cái con Dulin linh đó. nó không phải là con tướng trùm trong BB đâu tùy tùy ải các bạn nhưng ở đây thì nó mà hẹo một cái là hiệu ứng bất lợi cho nó gây ra thì gần như là không còn đu linh một khi nó đã bị hiệu thì hiệu ứng bất lợi cho nó gây ra thì gần như không còn các bạn có thấy ha hiệu ứng bất lợi của vị tướng này gây ra không còn mình đã sử dụng hai tim cho các bạn xem là chúng ta sử dụng để công các bạn công bơ bơ ở đây thì mình dù sử dụng con nara và gần như nó là cái con tướng được chỉ định là sử dụng ngon trong bơ bơ ha nhưng các bạn thấy cái tác dụng nó cũng không phải quá tuyệt vời do đó không có lý do gì các bạn để chúng ta quyết định xuống tiền và lên con nara cả đặc biệt là các bạn free to play nha không có xuống tiền lên con này các bạn Rồi mình đang thử xếp một team không sử dụng cái con Nara, không sử dụng cái con Rene và cái con Lily May để công phía bên kia các bạn. Mình đang sử dụng, đang tự xếp một team ha. Mình đang có ý định là dùng team thú, mình nghĩ là team thú là công được. À, có bao nhiêu bạn thích xem cái con lên da đặc biệt là con lên da trong bb thì để mình cho cái con lên da trong bb nó hoạt động như thế nào cho các bạn xem luôn Để mình cho vào đây thêm một con len da để cho các bạn xem cái con len da nó hoạt động như thế nào nha. Cuối cùng cũng có một bạn đập mình rớt hàng để mình có thể test tướng cho các bạn xem. Rất bông chờ những ngày như thế này các bạn. Giờ mình đã thử test tướng nhiều hơn trong BBB rồi. Rồi, lợi dụng cái việc mà cái con Rene nó đổi vị trí của con tướng này thì mình sẽ chấp luôn các bạn mình đổi tuy nhiên khi mà đổi vị trí như thế này thì con sa khi của mình nó bị giảm đam nó bị giảm đam gây ra các bạn cùng với đó là cái con lily may nó sẽ tăng đam gây, gây lên cho con sa khi xem thử thì một con tướng khắc hệ nó có đủ cái việc việc của nó giảm đam của nó tăng đam gây ra thì nó có làm khó được cái con sa khi con tướng người thú mình không nha các bạn lily may bay vào đá và không cho con sa khi của mình nổ lên da thì là lại, lại sút vào cái con uh, suốt sút vào con uh, Risto các bạn, sút ai không sút lại sút vào Risto, rất tôn nha các bạn. Rất tôn nha các bạn. Nó đã sút vào con Risto gần như sút con Risto về là không có một tí tác dụng gì luôn các bạn. đây mình cho bạn này đứng đứng công hàng này luôn các bạn đứng công hàng này luôn mình sẽ không cho bất kỳ cái con tướng nào nó được hưởng lợi đến từ việc đổi vị trí của con rene cho vào vị trí đó chẳng khác nào chúng ta chấp đối phương một mạng cả các bạn rồi chúng ta thử công lại với việc xếp đội hình như thế này nha sau khi của mình nó sẽ rất là trâu nhưng phải nụ được nó mới trâu các bạn Skyta đã bút giáp cho cái con Mikula. Mikula chắc là cũng không có trụ được với với cái form tướng này rồi. Con Asa bay vô. Nhưng mà bay vô hình như nhầm chỗ rồi các bạn. Form tướng đối phương khá mạnh nha. À. Sau khi của mình cũng gồng không nổi đến trận cuối. Rồi đây, đây là một team thủ BB đỉnh quá các bạn. Để không sử dụng thần ma mà sử dụng form tìm thú. Tôi đánh full tiêm thú đánh lại cái form này không nha. Team này thủ BB ác thì cái chứ. Tất nhiên là mình có thể sử dụng team y chang để 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 lôi đối phương về nhưng mà để chúng ta thử form full team thú có thử nó càng quét như nào các bạn. Ở đây thì nó không có cái tài năng phê phái các bạn ơi ở đây nó không có cái tài năng phê phái do đó thì full team thú mình nó sẽ không được hưởng lợi đến từ tài năng phê phái ha một hai ba bốn smoky và merly Mikola, sư asa con này là con tướng lao về hàng sâu dựng chốt rồi chúng ta sẽ thử lại team này nha chắc kết quả cũng không khá gì hơn đâu các bạn. Một team thủ BB rất khó chịu các bạn. Rồi không thể cản cản được cái con Lily May rồi không nhắm được vào nó thì coi như thua. Sử dụng con Nara cũng không kéo được. Đây gần như team mình chơi không lại rồi các bạn. Ok, Lily May vẫn là một cái tên rất mạnh trong bb ha. Rồi và mình xin phép được kết thúc video mình tại đây nha. Chân thành cảm ơn tất cả các bạn rất nhiều. Tóm lại các bạn Nara không phải là con tướng ngon. Nếu bị chúng ta không nên lên free to play, không nên lên kể cả, cả các bạn chơi lâu các bạn. Thì bên này này các bạn cũng có thể skip. Rồi cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi video và xin hẹn gặp lại các bạn tại các video lần sau nha. Xin chào tạm biệt. Bye bye.